việc sử dụng các thiết bị với máy quét mã vạch đã giúp cho việc kiểm đếm hàng hóa rất dễ dàng, rút ngắn được thời gian và từ đó hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp cũng tăng lên. Sản phẩm ngày hôm nay được giới thiệu cho mọi người đó là dùng sản phẩm máy quét mã vạch 2D 1900 RSR của hãng Honeywell. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với tất cả các nhu cầu bán lẻ và sản xuất. Sau đây chúng ta sẽ đi chi tiết vào sản phẩm. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm 1900 RSR của hãng Honeywell. Đầu tiên chúng ta có một dây kết nối với máy tính, kế tiếp là máy quét. Cấu tạo của máy nhỏ gọn nhẹ, thiết kế dạng tay cầm đứng, dễ dàng sử dụng, chất liệu nhựa thân thiện, hoạt động tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, khả năng chịu va đập ở độ cao 1,5m, tính năng có thể đọc tốt hai loại mã vạch 1D và 2D, tốc độ đọc nhanh, phạm vi đọc rộng, khoảng cách đọc 25-25cm. Máy phù hợp với tất cả các nhu cầu quét mã vạch 2D trong bán lẻ và sản xuất. Sau đây việc sẽ demo chức năng quét của máy. Đó là chỉ có khoảng bảng barcode, bảng tất cả các mã vạch từ các kiểu hàng từ nhỏ tới lớn. Máy vẫn quét tốt những cái mã vạch mà bị phai mờ, bị len hay là bị gì đó. Rồi, mình kết thúc demo ở đây ha.